来一个。Thank you.
Ở giữa được rồi. Mấy con có thấy cái trời cái đó gì không bản gì kìa, không có quay lưng lại chụp hình, tức là không có chụp hình tự sướng á, phải không? Nhưng mà quay phim mà. Nhưng mà biết sao không, con có thấy các tượng tượng Phật sáp của các thầy chưa? Ở trong này nè, nhiều lắm. Dạ không phải, phải xuống dưới mới có nhiều nữa. Ở đây nè con vô con thấy nhiều lắm, rất là nhiều tượng sáp của các thầy. Vô coi đi con, vô coi đi con vô con viếng đi, vô viếng đi, vô chắp tay lại đi. Ở trong này có nhiều lắm, trong này có nhiều. Ở ngoài đợi. Không, con ngồi ở đây luôn. Rồi vô đi con. Vậy con mang lâu. Vô tượng Phật sáp, tượng các vị sư thầy nó nhiều lắm. Tượng sáp. Ở dưới con. Y chang thiệt luôn. À, này con thấy bác Thảo á. Có Thảo nào? Bác Thảo không ơi, giống anh đi gì quá. Chú Thảo, bác Thảo đi lấy hồng chiên cái ông vậy. À, vậy hả? Thank you.
Cho bà nội coi. Con lại Phật chưa? Gì hả? À cái lối xuống kìa, lối xuống 18 tầng địa ngục đó, dưới hầm. Đâu? Ở dưới hầm đó, chỗ ta đang đi xuống đó. Tầng hầm địa ngục đó. Mà ba nghĩ là xuống dưới chắc ghê lắm. À vậy hả? Cúng hả? Cúng này là nhà con. À. Đưa cái tượng đó là gần nhà con luôn. Cái lồng vàng này. Ối kia còn qua á. Còn qua á tử em. Má không chết. Tương đương 700 ngàn bông hoa. Bước ra ngoài con. Tìm coi kìa kìa mẹ rồi kìa đó. Con thấy tượng các vị sư không Khang? Nhiều không? Quá nhiều luôn, hình như trên lầu còn nữa đó, rất là nhiều. Ở các vị sư đã tịch rồi, các vị sư thì ta tịch, các vị tu hành là ta gọi là viên tịch, đúng rồi đó, chính xác. Thank you.
Thank you.